Chào các bạn đến với bài học số 2 của lập trình C do T-Coder. Bài này mình làm quen với lại các khái niệm về biến và kiểu dữ liệu. Mà trong quá trình mình học, nếu có gì thắc mắc, mình có thể gửi đến mail tcoder2510a@gmail.com. Mục tiêu của bài này, mình hiểu được khái niệm về biến và phân biệt được giữa biến và hằng, liệt kê các kiểu dữ liệu khác nhau và sử dụng chúng trong chương trình C và hiểu sử dụng các toán tử số học. Kiểu dữ liệu cơ bản trong lập trình C có một số các kiểu dữ liệu cơ bản như kiểu nếu như mình cần trong kiểu dữ liệu số nguyên, mình có kiểu integer bao gồm số nguyên dương, số nguyên âm. Nếu mình dùng kiểu số thật có plus và cái này gọi là độ chính xác đơn. Còn nếu độ chính xác kép thì mình sẽ có dấu đúp, có kiểu dữ liệu là double. Và kiểu ký tự A, B, C, bảng chữ cái Latin của mình thì có gọi chữ char hay character. Và cuối cùng là không có kiểu dữ liệu gì, không có tầm giá trị nào cả thì đó gọi là kiểu void. Và mình sẽ đi vào từng kiểu dữ liệu cụ thể. Mình đi vào đầu tiên, đó là kiểu dữ liệu số nguyên. Kiểu dữ liệu số nguyên dùng để lưu trữ dữ liệu là số. Và để khai báo một cái biến kiểu dữ liệu số nguyên thì mình khai báo kiểu là integer num. Và không, nếu mình khai báo integer num thì lúc này biến num không thể lưu trữ bất kỳ dữ liệu khác, ví dụ như alarm hoặc abc. Alarm abc khai báo như thế này, đó là kiểu dạng chuỗi ra sao. Và kiểu dữ liệu số nguyên chiếm 16 bit 2 byte trong bộ nhớ. Và 16 bit thì tầm giá trị của nó sẽ đi từ trong khoảng trừ 32.768 cho đến 32.767. Ví dụ mình khai báo biến num là giá trị bằng 12.322 được. Nếu biến num bằng 0 được, trừ 232 được. Miễn sao tầm giá trị num nó không vượt quá con số nhỏ nhất là anh này và số lớn nhất là anh chàng này là được. Kiểu dữ liệu số thật đó là lưu trữ dữ liệu số liệu chứa phần thập phân và mình khai báo bằng kiểu plus num. Và với kiểu số thật này có được chính xác tới 6 con số sau dấu phết, chiếm 32 bit 4 byte trong bộ nhớ. Ví dụ 23.05, 56.5, 32. Và những anh chàng này mình hoàn toàn có thể gán cho giá trị cho anh chàng num. Cái phép toán gán như thế nào cho một biến ở trong bài sau mình sẽ được giới thiệu. Ngoài kiểu số thật kiểu plus, mình còn một kiểu số thật khác, đó là kiểu số thật double. Kiểu số thật double này lưu trữ hãy số chứa phần thập phân có độ chính xác tới 10 con số sau dấu phẩy và chiếm 64 bit 8 byte trong bộ nhớ. Ví dụ 23.05, 56.5 hoặc bằng 32. Kiểu ký tự character dùng để lưu trữ một ký tự đơn. Ví dụ mình khai báo transgender.first gender bằng m. Và ký tự đơn này nó sẽ được bao kẹp bằng dấu nháy đơn và chiếm 8 bit 1 byte trong bộ nhớ. Thì ký tự đơn này tương tự trên trên bàn phím của bạn, nó sẽ bao gồm 24 chữ cái, 10 chữ số và bao gồm luôn cả các cái phím đặc biệt enter, shift, control, xuống hàng, quay về đầu hàng, đô la, phần trăm. Kiểu void, đây là kiểu đặc biệt không lưu bất kỳ dữ liệu nào hết và báo cho chương trình biên dịch biết không có giá trị trả về. Tiếp theo mình coi kiểu dưỡng xuất. Nếu như mình kiểu số nguyên mà mình chỉ tài sử dụng trong số dương không thôi thì mình sẽ không có từ insight. Và kiểu dữ liệu cơ bản của mình đó là integer, còn cái insight này đó chính là bộ từ. Integer là số nguyên. Bây giờ mình muốn kiểu dữ liệu ít hơn, mình sẽ có từ là
sort in, chiếm ức bộ nhớ ở integer. Còn cái long dùng để cho phép mình chiếm bộ nhớ lớn hơn, chiếm nhiều bộ nhớ hơn, ví dụ long integer, long double. Rồi, các kiểu dữ liệu dùng để biểu hiện có dấu âm dương hay là không dấu. Kiểu inside đó là kiểu về số dương. Ví dụ inside integer vanum, vanum này kiểu số nguyên integer, và số nguyên này chỉ là số dương và bắt đầu là số 0, và giá trị lớn nhất của nó có thể đạt được là 65.535. Và biến vanum này cấp phát trong ô nhớ mình sẽ là 2 byte. Và từ inside này được dùng để kết hợp với kiểu dữ liệu số nguyên integer và số thực loss. Kiểu dữ liệu long và kiểu dữ liệu short. Short integer chiếm giữ 8 bit 1 byte, cho phép số có phạm vi từ trừ 128 cho đến 127. Long in chiếm giữ là 32 bit 4 byte, từ trừ 2 tỷ cho đến 2 tỷ, khoảng 2 tỷ. Long double chiếm 128 bit 16 byte, và tất nhiên tầm giá trị nó sẽ diễn hớ hơn rất là nhiều. Kiểu dữ liệu và phạm vi. Khi mình khai báo kích thước của một kiểu dữ liệu thì cái phụ thuộc vào cái hệ điều hành mà cái biến đó sẽ được cấp phát trong ô nhớ kích thước dung lượng là bao nhiêu. Ví dụ mình khai báo kiểu tra thì cái biến này sẽ được khai báo trong bộ nhớ là 8 bit, và tầm giá trị nó sẽ đi từ trừ 128 cho đến 127. Nếu mình khai báo mà kiểu inside tra 8 bit thì tầm giá trị nó sẽ đi từ 0 cho đến 255. Nếu kiểu vừa là side tra thì dung lượng tính là 8 bit và phạm vi đi từ trừ 128 cho đến 127 bit. Và kiểu integer, khi khai báo một biến kiểu integer thì giá trị nó lưu là 16 bit, tầm giá trị đi từ trừ 32.768 đến 32.767. Inside integer 16 bit sẽ đi từ 0 cho đến 65.535. Side integer 16 bit giống như kiểu in, như số có dấu. Mục tiêu của khai báo kiểu này để cho biết thử xem coi cái biến đó sẽ được cấp phát dung lượng bao nhiêu trong cái hệ thống của mình, và tầm giá trị mình có thể sử dụng trong cái biến này đi từ giá trị nào cho đến giá trị nào. Tiếp theo đó là kiểu size short integer, giống như kiểu short in, long integer 32 bit, size long integer 32 bit, kiểu số nguyên dương đi từ 0 cho đến 4 tỷ, này trừ khoảng từ trừ 2 tỷ cho đến 2 tỷ. Size integer từ trừ 128 đến 127. Inside short in đi từ 0 cho đến 256, và last chính xác 6 con số thập phân, double chính xác 10 con số thập phân, và long double chính xác cũng 10 con số thập phân, giá trị 128 bit. Đó tầm giá trị. Mình sẽ đi tiếp đến phần định danh. Định danh là tên của một biến, hay là tên của một hàm, hay là tên của một bán nhãn, và các đối tượng khác nhau do người dùng lập trình gọi là định danh. Mình sẽ có các cái yêu cầu về định danh. Định danh mình có thể bao gồm ký tự chữ, ký tự số và ký tự giặc dưới. Lưu ý nó không chứa các ký tự đặc biệt, dấu thăng, dấu đô la hay dấu chấm. Đây là các định danh không hợp lệ. Và lưu ý, nếu như một định danh bắt đầu phải là ký tự chữ hoặc ký tự gạch dưới, nếu bắt đầu là ký tự số cũng không hợp lệ. Các định danh này có thể có chiều dài, có bất cứ chiều dài nào theo yếu như số ký tự trong một biến được nhận diện bởi trình biên dịch thay đổi theo quá trình biên dịch, và độ kích thước của nó dài tối đa là 256 ký tự. Và các định danh trong C nó sẽ phân biệt chữ hoa thường, chữ hoa và chữ thường. Ví dụ class 1 ở phía bên này, bạn mình có thể khai báo một cái biến khác với chữ C với hoa gọi là class 1 cũng được. Nó phân biệt chữ hoa thường, hai chữ nó coi như hai biến khác nhau. Và nguyên tắc đặt tên định danh của mình, tên biến bắt đầu phải là một cái từ alpha b, theo sau có thể cái từ chữ hoặc cái từ số. Nên tránh đặt tên biến trùng với tên từ khóa, nên sẽ báo lỗi cú pháp. Tên biến mô tả được ý nghĩa của nó. Ví dụ như biến đếm thì mình sẽ đặt là count,
Nếu như một cái hàm hóa vị thì mình đặt là swap. Những từ ngữ miêu tả ý nghĩa của cái biến đó làm việc gì hay cái hàm đó làm gì. Tránh dùng các ký tự gây nhầm lẫn và nên áp dụng các quy ước đặt tên biến chủng khi lập trình. Và đây là các tên quy ước khi lập trình trong các công ty. Chúng ta sẽ, các bạn muốn theo dõi kỹ hơn, mình sẽ search từ khóa Convention Code C. Như hồi nãy nói, khi một biến khai báo, nó sẽ cấp phát cho một cái vùng ô nhớ, cho bộ nhớ của mình. Và kỳ thuộc vào dữ liệu, kiểu dữ liệu của mình mà nó sẽ chiếm bao nhiêu byte trong bộ nhớ của mình. Biến lúc này nó sẽ đại diện cho địa chỉ của cái ô nhớ đó, vị trí trong ô nhớ mà nó truy xuất vào. Và để sử dụng biến, thì trước khi sử dụng biến thì yêu cầu mình phải khai báo biến. Việc khai báo biến này nó sẽ có những cái chỗ khu vực nằm ngoài hàm, nằm đầu hàm, nằm trong tham số của hàm và này cuối cùng là nằm trong chương trình. Lưu ý, nếu nằm ngoài hàm thì cái chương trình có bất cứ chỗ nào mình cũng có thể sử dụng được cái biến đó. Nếu nằm trong hàm hay là tham số của hàm thì mình chỉ được sử dụng trong bản thân hàm này thôi. Qua hàm khác mình không thể nào sử dụng được nữa. Và tương tự như thế trong chương trình. Trong chương trình thì có thể được sử dụng ở bất kỳ vị trí nào cũng được. Và các kỳ dựa khác nhau được lưu trữ trong biến là số, số nguyên, ví dụ 10, hay là khoảng 178 triệu, số thật ví dụ 15.22 hay 1.546.345 giống 25, hay số dương, số âm. Tên thì mình có thể đặt tên bất kỳ, John. Giá trị luận lý thì lúc này nó chỉ có hai cái thôi, set, no, true hoặc false. Có ba loại biến, biến số, biến chuỗi và biến về giá trị luận lý. Số thì mình nãy mình đã được giới thiệu, số nguyên, số thực, số dương, số âm. Mình sẽ đi vào khai báo. Như nãy nói, trước khi sử dụng biến thì mình phải khai báo biến. Khai báo biến ở đây thì phải bắt đầu bằng mô tả kiểu dữ liệu của nó. Sau đó đến tên biến. Tên biến thì mình đặt sau kiểu dữ liệu. Và tên biến này sẽ theo quy ước đặt tên biến như lúc trước đó mình đã trình bày. Kiểu integer và name. Hằng là một giá trị không bao giờ thay đổi trong suốt chương trình của mình. Ví dụ nếu như mình đặt hàng là 5.3 thì cái số này, cái biến này có giá trị là hàng, nó sẽ không bao giờ thay đổi. Tương tự 5.3, số 5.3 hay là chuỗi plus hay là chuỗi suy. Và biến lúc này sẽ lưu trữ các giá trị hàng. Và để khai báo các hàng thì mình dùng từ khóa là đô la dấu thăng define định danh giá trị. Giá trị này là một giá trị bất kỳ. Định danh ở đây thì mình dùng giống như là các quy tắc và tên biến của mình cũng vậy. Giá trị, nếu như mình đặt đây số thì lúc này hàng này có giá trị là kiểu số. Nếu đây đặt cái chuỗi chuỗi thì hàng này có giá trị là dạng chuỗi. Nếu đặt ký tự thì hàng này có giá trị là ký tự. Và từ khóa, tất cả ngôn ngữ dành cho một số từ nhất định trong một mục riêng để đặt gọi là những từ khóa, để quy định cái cú pháp của nó. Do đó, những từ này ý nghĩa đặc biệt trong một ngôn ngữ cụ thể. Và do đó, mình sẽ không nên đặt từ khóa trùng với lại tên biến. Ví dụ, như từ integer cho tên biến thì hoàn toàn hợp lệ. Ngay cả khi từ khóa là integer, cái này chỉ viết tắt, từ khóa là int. Còn mình đặt tên biến integer, nó khác từ khóa. Mặc dù tên của anh chàng này viết đầy đủ ra kiểu dữ liệu số nguyên thì nó chính là integer. Và bên dưới mình sẽ có ví dụ về các cách khai báo biến: main, char, abc, integer, xyz, plus, length, double, area, long, listener, short, am. Abc có kiểu dữ liệu là character, các ký tự trong bảng chữ cái, số và các ký tự đặc biệt. XYZ là số nguyên, tầm giá trị của nó sẽ là đi từ trừ 32.000 cho đến khoảng 32.000. Plus len, lúc này len có biến giá trị là số thật và độ chính xác sẽ có chấm là 6 chữ số. Double area,
area lớp này là số thật, cũng là số có độ chính xác 0.10 trừ số log là số nguyên. Và sort là số nguyên báo cho ký hiệu các biến này được cung cấp nguồn nhớ bao nhiêu byte và tầm giá trị nó bao nhiêu trong hệ thống của mình.